Kính thưa toàn thể bà con nhân dân tỉnh Bạc Liêu, thì vừa qua thì tỉnh ủy ban nhân tỉnh đã quyết định chúng ta đã kiểm soát dịch cơ bản ổn định, cho nên là chúng ta giảm một mức để thực hiện chỉ thị 15, không còn thực hiện chỉ thị 16 nữa, để trở lại cái bình thường hoạt động trong nội tỉnh. Nhưng đến ngày 23 tháng 8 năm 2021 thì có một ca dương tính, có thể là nói dương tính trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Yếu tố dịch tễ là phức tạp, là có tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thành phố và Vĩnh Lợi, rồi Hòa Bình, vân vân. Đây là yếu tố dịch tễ hết sức phức tạp, cho nên là Thường trực tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định là phong tỏa thành phố Bạc Liêu để xác định là sàng lọc, tìm ra F0, F1 để chúng ta không để lây lan nhanh trong cộng đồng. Nếu như mà chúng ta không phong tỏa thì yếu tố dịch tễ lây lan nhanh nhất cộng đồng là rất nhanh và rất phức tạp. Do đó, khi quyết định vấn đề này thì mong bà con nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh là hết sức chia sẻ với chính quyền địa phương các cấp và lực lượng chức năng, để chúng ta làm sao mục tiêu cuối cùng là chúng ta tìm ra F0, F1 để chúng ta cách ly điều trị, quản lý kịp thời để cho dịch bệnh không thể lây lan ra toàn tỉnh Bạc Liêu. Nếu lây lan ra toàn tỉnh Bạc Liêu thì vấn đề là hết sức diễn biến phức tạp. Do đó, mong rằng bà con chấp hành tốt việc phong tỏa. Rồi liên quan đến vấn đề cơ chế, chính sách, với vấn đề lương thực, thực phẩm, bà con cũng an tâm. Hiện nay thì tỉnh Bạc Liêu chúng ta đáp ứng được lương thực, thực phẩm. Chúng ta người ở đâu, nhà ở đó, thì chính quyền địa phương sẽ lo lắng và phục vụ yêu cầu, nhu yếu phẩm hàng ngày của bà con. Cho nên bà con đừng hoang mang, lo lắng. Đây là vấn đề bình thường của các tỉnh đã diễn ra rồi. Nếu như chúng ta bình tĩnh, tỉnh táo thì chúng ta sẽ sáng suốt. Chúng ta xử lý kịp thời và quản lý kịp thời thì chúng ta dịch không thể lây lan trong cộng đồng để chúng ta ổn định cuộc sống bình thường mới. Do đó thì rất mong bà con nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh ủng hộ cái việc phong tỏa của Ủy ban nhân thành phố. Còn các việc phong tỏa như thế nào đó chúng tôi sẽ đề cập trong quyết định phong tỏa. Những vấn đề nào, những nội dung nào được hoạt động thì cho hoạt động, những nội dung nào nghiêm cấm hoạt động thì mong bà con phải chấp hành nghiêm, và cán bộ công chức lực lượng vũ trang chúng ta phải chấp hành nghiêm vấn đề này để chúng ta được vượt qua cái khó khăn hiện tại, để chúng ta phấn đấu làm sao là dập dịch kịp thời, phong tỏa được và tìm ra F0, F1 được, chúng ta ổn định lại trong bình thường mới. Xin trân trọng cảm ơn.